Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game Trailbreaker này. Và ở tập trước mình đã chế tạo tàu ngầm rồi ha. Tập này mình sẽ dùng cái tàu ngầm này để chiến đấu với Cù. Và hôm nay Cù sẽ lấy tàu ngầm của Cù, ở tập trước cũng đã chế rồi. Và Cù sẽ dùng thêm một số cái phương tiện tại ở ngoài workshop ha. Rồi thì mình giới thiệu với các bạn cái tàu ngầm tạm thời là mình thấy nó hoàn chỉnh nhất có thể. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ sơ ha. Đua từ đâu tới đâu rồi? Cái gì em? Ý là đua từ đâu tới đâu? À, đua ai nhanh hơn là thắng thôi. Để từ từ tí xíu tính sau. Thì đầu tiên cái chỗ này á, là mấy con tàu ngầm nó có cái chỗ phóng ngư lôi ra. Nhưng mà do trong này mình muốn nó gọn và mình muốn nó đẹp á, mình giấu ở trong tàu luôn và mình xóa một ô ở đây đi ha. Còn cái này là cái ống này để nó giữ cái miếng ở dưới thôi, nó không có gì hết trơn á. Đó, nó sẽ bắn được ở phía trước này, cứ coi như là bắn ngư lôi đi. Trên này có một cây súng và nó có thể di chuyển được, quay vòng vòng được luôn. Rồi, và ở tập trước á, mình làm là mình đặt những cái đồ nổi nó nằm ở phía dưới. Và khi các bạn nổi lên á, cái gọi là nó như chiếc thuyền vậy đó. Và ở trên nó cao ra một hồi có nó lăn nguyên một vòng luôn. Mình bị rất là nhiều lần, cho nên là mình hỏi Cù và Cù là dùng ở phía trên, thế nên mình dùng theo Cù luôn. Đó, thì bây giờ lúc mình nổi lên rất là đẹp luôn. Dưới này mình gắn động cơ ha. Đây cho các bạn xem là động cơ hơi bị nhiều. Tại vì bây giờ dư quá không biết làm gì cho nên gắn động cơ nhiều cho nó vui. Đây, các bạn xem nào. Để mình đem lên trên luôn mới xem được cho nó dễ. Ok, ở đây mình có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cái động cơ. Và cái cuối cùng dưới này nữa, ngay đây nữa nè, là 19 cái động cơ. Tiếp theo là ở dưới này mình cố định mấy cái cây này để nó giúp cái con tàu mình nó đỡ bị xé cái khung sườn đó thôi. Gọi là đỡ bị hư khi mà bị bắn á. Hai cái súng ở trước. Trên này thì cái chỗ lái rồi mấy cái đồ nổi lên hết rồi. Không còn gì nữa ha. Súng trên này. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. Tàu ngầm này mình, nếu mà bạn muốn mình sẽ upload lên trên cái Steam Workshop ha. Và các bạn có thể vô tải về để chơi. Con này còn rất là nhiều điểm cho nên mình có thể gắn được rất là nhiều món. Nè, các bạn nhìn nó nổi nè. Rất là giống tàu ngầm đúng không? Còn lúc đầu mình nó nổi hẳn lên luôn. Nó hẳn mấy cái ô kính nó qua cái mặt nước luôn. Nó nhìn nó rất là kỳ. Súng nè. Súng này, hai cây này mình quay tới đây thôi nha các bạn. Đây nè. Để nó không có bắn phải nhau và nó không có bắn trúng cái đồ ngay giữa này, tránh nổ tàu của mình. Mình cài góc độ này chỉ có nhiêu đây thôi. Đó, hai cây này bắn như thế này và số 3 sẽ bắn phía trước. Xin chứ hả. Rồi bây giờ chạy nè, chạy rất là nhanh luôn. 67, 68. Và khi mà các bạn lặn xuống thì nó đi được với tốc độ là khoảng 57, 58. Nói chung là nó giảm khoảng 10 km/h khi mà các bạn lặn ha. Rồi bây giờ mình nổi lên. Ok. Rồi bây giờ anh với Cù mỗi người một nơi bắn nhau 3 lần nha. Ok, bây giờ tụi mình sẽ bắn nhau trước. Hoặc là bắn một lần cũng được, xong rồi hồi chơi tàu chiến luôn cũng được. Ê, bây giờ đua trước đi. Đang thẳng nè. À, cứ đua 1, 2, 3. Giờ đếm đi. 1, 2, 3. Lại. Tàu Cù cũng gắn động cơ giống mình rồi. Của em bao nhiêu cái động cơ ấy Cù? Hơn cái. Ok, hơn anh một cái nhưng mà tàu em bự hơn, không sao. Quất. 1 2 3. Thanh niên bị delay rồi. Lại nè, để em đếm anh, để em đếm á. Em đếm đi. 1 2 3. Bye bye, đi trước nha. Ở lại mình giỏi nha. Ôi, cắt chỗ này đuôi gì nữa. Cái con của mình nó nhỏ, với lại nó ít bị cản nước. Các bạn, nó nguyên một cái vòng tròn, tròn do luôn. Cho nên là nó không có bị gì hết trơn á. Chạy rất là nhanh. Ok, bắn luôn nè em. Quất nhau đi. Hai viên, trời ơi. Tan sát Cù rồi. Chết Cù rồi. Chơi lặn xuống hả? À, chơi lặn xuống hả? Nè nè, nở lên, nở. Súng đang đợi, súng đang đợi. Bùm. Thanh niên này hơi bị nhây. Toàn nha em. Tàu mình vẫn chưa bị gì, tàu mình có đắp giáp luôn rồi các bạn thấy không? Đắp giáp rồi, phía dưới cũng đắp hết trơn rồi. Chỉ có mấy cái góc tam giác là không có đắp giáp được thôi. Sao? Quốc không? Anh chấp Cù, anh không chạy luôn á. Thật ra là chấp cái kiểu này thông minh hơn, chấp kiểu này mình lợi hơn. Tại vì mình đứng một chỗ mình không cần phải chạy, mình chỉ cần chỉnh súng mình bắn trúng thôi.
nó tiện hơn rất là nhiều so với cù phải chạy vòng vòng để canh góc bắn. Quay xin vãi. Một viên trúng ngay cái chỗ buồng lái. Cái chỗ của cù là nó nằm ở phía trên, cái chỗ cao cao á các bạn, đó là cái chỗ lái, còn chỗ mình nó nằm ngay phía trước này, cho nên chỉ cần bắn trúng cái chỗ lái là nó banh banh hết trơn luôn. anh vẫn còn bắn được nè, cù từ anh vẫn còn bắn được nè. Nó rớt xuống rồi, anh vẫn còn súng nhưng mà anh không bắn được. Nó bị rớt cái kiểu kia. Đây, ok nè, bắn dưới nước cho bạn xem. Bắn dưới nó hơi khó, nó hơi chậm. Ý trúng rồi, trời ơi xin. Cụ thấy sợ chưa, cụ sợ chưa? Dâm ba. Ừ. Trời, dâm ba cái viên đạn này sao trúng được hả cụ ha? Trúng hơi nhiều. Các bạn thấy game nó thật không? Dưới nước bắn nghe tiếng đùng đùng nghe đã thiệt chứ. Nước nó cạn hết âm thanh rồi. Khó bắn quá. Hết rồi, hết cỡ rồi. Mình quay hết cỡ rồi. Trúng đi. Ây da. Dâm ba cái gì sao bắn trúng anh được. Ấy trúng mà tàu anh nó không bị gì luôn nè. Nó chỉ bị rớt vài cái đồ nổ ra thôi, rớt mấy cái đồ kia thôi mà tàu nó vẫn còn nguyên vẹn luôn. Xin vãi. Ây da, trúng cái nữa nè. Rồi nát đít rồi, nhưng mà vẫn còn được. Nổi lên đi. Bay cụ nha. Trúng nè. Ê, tính là anh ăn mấy viên đạn nữa nè. Sao em? Dính nè đầu. Trời ơi, dân chuyên nữa vậy, bắn chính dính ngay chỗ em hơi bị nhiều á. Hồi nãy em bắn trúng anh là hình như em bắn trúng đất á, xong rồi nó nổ, nó vang ra, thành ra tàu anh nó vẫn còn nguyên, nó chỉ bị bể cái đít chút xíu à. Vẫn còn nguyên nhiều lắm luôn. Thân nguyên, cái thân còn nguyên luôn, em nhìn nè. Ok, cụ lấy tàu xịn nó đi, chơi thử với con tàu của cụ. Rồi bây giờ cụ sẽ lấy tải những cái con tàu ở trên workshop về, và mình anh với em sẽ chiến với nhau. Chơi nổi nhưng không chơi chìm, hoặc là anh có quyền chơi chìm. Nếu mà tàu cụ khủng quá anh chơi chìm. Ok, đi qua thăm dò coi như thế nào đó nè. Hay á cụ, hay á cụ. Cái này người ta gọi là có điềm trước là chơi gì mà lập ngửa rồi, chết rồi. Bắn hồ cái luôn. Súng hơi nhiều á các bạn, súng hơi nhiều. À, súng hơi nhiều nhưng mà con nó chạy hơi chậm. Nó chạy được nhanh hơn con này. Ơi ơi ơi. Quay, mình tự bắn mình luôn nè. Cái súng lúc nãy mình chĩa cái đầu xuống á các bạn, mình tự bắn mình luôn. Trời. Cù còn non lắm, cù còn non mà xanh lắm. Bắn viên trúng ngay cái mạng tàu, nổ tàu luôn đó. Con tàu này cảm giác nó mới cứng bằng cái con tàu ngầm ha. Bắn con viên là nó nổ bà rồi nè. Bắn con viên là nó lật nó lộn luôn á. Còn nãy mình tự bắn cái đích mình luôn nè các bạn, thấy không? Mình tự bắn mình luôn á mà vẫn còn đi được, vẫn còn đồ bê lái được. Xịn vãi. Nè, lúc nãy mình bắn cái kiểu này nè, các bạn nhìn cái súng nè. Nó gục xuống như nè. Bắn một phát nát đích nát đầu luôn. Chán, tao nói nó chán. Thôi nãy mình bắn sao mà nó rớt được cái đít ta. Hình như chỉ xuống đạn chưa tới. Mình không biết làm sao nãy mình bắn trúng cái đít mà nó nổ cái đít. Hay thiệt chứ. Ủa trúng cù hả? Anh đang thử tàu anh luôn á. Nè, ừ đúng rồi đó đó, y chang vậy luôn nè, mình bắn y chang vậy luôn, nó nổ cho nó lộn một vòng, bắn cua một vòng luôn. Vẫn còn súng vẫn còn. Trúng nè. Anh thấy con tàu nó bự, nó dễ ăn đạn lắm. Bây giờ anh về mọi người một nơi nè, xong rồi chạy ra bắn nhau nè. Con kia nó dễ ăn đạn lắm luôn á. Kiểu nó cái phần trên nó to, bắn cái gì cũng dính hết trơn á. Còn cái con mà kiểu nào nằm dưới nước thì hơi khó bắn. Ok, nào em chơi em nói anh nha. Rồi là bắn anh trước một tí. Bắn chưa vậy?
Thường là tao ngầm mình phải lặn xuống mình qua mình bắn thôi, nhưng mà mình không thích chơi. Ồ, thanh niên tự bắn tự nổ. Có biết lái tàu không đó? Lái được không đó? Cái đạn này nó không có bắn xa được đâu, nó chỉ bắn tầm gần gần thôi, xa quá cái đạn nó vòng xuống mà nó không có tới được. Nó các bạn thấy cái nó có một cái phạm vi bắn được tới nhiêu đó thôi, nó không bắn được xa. Sao bị gì bị lát hả? Ui, bị lát, ô bị lát hả ta? Đang đứng xong rồi, ủa, ồ, cụ về Mà nhà mấy rồi, bận lúc nào luôn á. cụ về nhà rồi. Bây giờ chơi một trận đi, xong rồi đổi là anh sẽ lái con kia, em sẽ lái con tàu này chơi. Em muốn lái tàu này vào tàu của em cũng được. Giờ quân trận trước, xong rồi hỏi đảo lại vị trí. Câm hia. Giờ sao, đứng yên bắn nhau hay là đứng chạy vòng vòng bắn nhau? Con kia nó dễ lật ngược lắm luôn á. Chán thiệt. Sao á, Tới mà, đạn hết tới. Thôi chạy 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 chạy. Thấp xíu. Yeah. Ok, đợi đợi tàu nè. Cù muốn chạy tàu anh hay tại chạy tàu cù? Để mình Tao anh tải. cũng đừng Hả? lấy Chạy thử tao tàu anh anh đi. á. Ừ, em vẫn chưa chạy thử tàu anh mà đúng không? Chạy thử đi để anh tải cái con tàu đó cái đã. Ok, và đây là con tàu mà lúc nãy Cù sử dụng ha, nó tên là Warship và bla 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 bla, bấm chữ T là bắn hai cái súng. Phía trước là bắn số 1 là front gun, số 2 là rear gun và di chuyển thôi. Ok, tải về like phát. Mod này của Cat Killer 161 ha. Rồi. Để mình gọi con tàu đó ra đây. Em qua em chạy thử con tàu ngầm anh đi, dễ bắn lắm á. Chỗ lái nó ngay đây. Rồi để coi con này nó có cái gì đặc biệt. Quay, khoan đã. Con này nó có động cơ. Động Giờ cơ. xoay hết được rồi. Động cơ gì đó đặc biệt các bạn ơi. Nó có một cái động cơ gì đó, nó quay rất là nhanh luôn. Không biết là nó dùng động cơ gì. À, mấy cái cục này. Engine V2. Tốc độ 10 hàng gì nó quay nhanh như quỷ á, nè. Đó. Cái con mình là mình dùng động cơ engine V1 và nó để có 5 rồi nên là mình quay hơi chậm. Rồi, space để đi. T là bắn hai cái súng đúng không? Quay. Trời ơi, các bạn nhìn nó bắn kìa. Bắn như mưa vậy á. Số 1, số 2. Ok. Số 2 là cái súng phía sau. Thử 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 thử. Vậy mình phải quay cái này qua. Quay cái này là cái nào ta? Để coi nó có cái phím nữa để nó quay quay mấy cái nồng. À ok, mấy cái dấu này rồi ok. Biết rồi nha, biết rồi nha. Ta thử phát nè. Con tàu của anh á là space để đi, chữ X là để lùi. Số 1, số 2 là để chị quên bà rồi. Left control, control là bắn cái súng nha. Ừ. Rồi cái di chuyển á là Q với E là quay vòng vòng, mũi tên lên mũi tên xuống là hướng lên hướng xuống. Tại Q với E anh chỉnh cho nó dễ bấm. Còn bên kia nó hơi ngược. Rồi đó, số 1, số 2 như không không có phí. À, số 1 là để nó chìm xuống, số 2 nổi lên. Hết rồi. Ok ha. Rồi em chạy thử cho nó quen đi, anh test tàu này xíu. Tàu xin, cái tàu này nó được cái là súng rất là nhiều và nó bắn cái kiểu gì nó bắn nhanh lắm các bạn ơi. Nè coi nè. Mình hướng ở đây nha, mình bắn nè, nè. T nè. Cái này nó có cảm biến ở đây là không bắn được. Nè các bạn nhìn nè, bắn chữ T nó chỉ bắn xuống trước thôi. Quay xịn vãi. Nè mình hướng ra ngoài nó bắn được nè. Quay vô nè. Quay vô là nó sẽ có cảm biến, nhưng mà đừng có bắn liên tục thôi nè, cảm biến nè. Thấy không? Nè bắn là chỉ có được cái này thôi, nhưng mà quay ra nó sẽ tự đó, nó tắt cảm biến cho nó sẽ bắn cái kia. Trời ơi, bắn cái. Nó bắn như mưa. Bắn như mưa.
Kinh dị vậy. Bắn con tàu nó quẹo ngang luôn á. Số 2 là phía sau nè. Ok, quen quen con tàu anh chưa? Quen chưa, quen chưa? Hả? Cái quẹo nó chậm. Ừ, quẹo anh dùng hai cái miếng kia cho nên nó quẹo chưa có ổn lắm. Anh đang suy nghĩ là quẹo nó không có được. Nó hơi kỳ kỳ đúng không? Tại dùng cái động cơ kia để anh chỉnh thôi, động cơ V2 xem. Anh nghĩ là động cơ V2 nó quẹo nhanh hơn. Mà sợ nó quẹo cái nó lật ngược cái con tàu ngầm á. Nay mình dùng động cơ này là động cơ engine V1 nữa các bạn. Đây nè. Hai cái luôn nè. Đây. Engine V1, helicopter engine. Và nó là chỉ có speed chỉ có 5 thôi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ xóa đi. Mình dùng thử cái V2 xem nó quay như thế nào. Thấy người ta dùng mà dùng theo thôi chứ không có gì. Hai cái V2, V2 nó quay nhanh hơn 10 A và D đúng không ta? Ok, ta thử. Ấy được rồi nè, nhưng mà nó không. Cô coi được cô. Đổi động cơ lên nó kỳ. Thôi cứ dùng cái đó đi, em chạy từ từ á. Chủ yếu là cái đó là quay súng thôi chứ đừng có chỉnh cái hướng tàu quay khó lắm. Cái động cơ này á nó bị ngược, mình chỉnh ngược nhưng mà con cái là nó quay nhanh quá. Cái con tàu mình nó không có thật và nó một hồi nó bị mất lái luôn. Cái này là D A ngược lại. Copy lên. Nè cho các bạn xem lại nè. A nè. Thấy không? Thì nó dễ quay thiệt. À không, cái này cũng dễ quay thiệt nè, nó quay nhanh hơn. Lặn xuống đây xem. Ừ, được á. Ok, em lấy con này đi, em lấy con này đi dễ hơn là cầu anh chỉnh lại rồi nè. Để anh lưu cái này. Chỉ còn hai bên thôi, hai bên thì chưa có làm được. À để anh chỉnh luôn hai bên cái nào. Để xí. Rồi. Hai bên mình vẫn dùng động cơ V1, mình xóa hai bên này đi. Dùng hai cái động cơ mới. Helicopter engine V2. Nó quay nó hơi vướng. Không có chỗ nào để nó quay được hợp lý hết trơn. Xóa cái này đi. Để nó ngay giữa, nó quay cho nó dễ. 5.0 WS rồi, đúng rồi. Nhưng mà con bên này thì lật ngược lại, bên này là SW. Và xóa cái cây dưới này đi. Để nó không có bị chán chỗ các bạn. SW. Ok, test thử nè. Cô coi chó đúng ngay luôn á, nó mạnh, động cơ nó mạnh quá. Thôi để gì cho nó tếu. Ok, em chạy đến con này đi, nên lưu lại con màu xám này, con cũ để xóa đi. Rồi ok, em chạy đi, em xóa con này nha. SW. Bấm thử đi. Em bấm em giữ luôn. Ok, nhanh rồi đó, dễ chạy hơn rồi đúng không? Ê, tính ra cái này nó giống như cái trái ngư lôi phiên bản mini á, kiểu mình làm một con tàu thật là siêu to siêu khổng lồ là cái con nó thành cái trái ngư lôi luôn á. Vui vậy. Ok, chiến là cậu. Giờ anh với em muốn đứng xa hay đứng về chiến luôn? Cho em lựa. Súng này bắn kiểu gì cũng trúng hết trơn các bạn. Cái súng này bắn kiểu gì cũng trúng hết trơn á, 100% là sẽ trúng. Tại vì cái đường đạn của nó rất là nhiều. Ok, bây giờ em chạy đi, anh đuổi nè. Em chạy đi, anh đuổi, anh bắn. Vô. Vô. Cùng túi gì rồi, cùng chết chắc. Cùng chết chắc. Từ, lùi ra coi. Ủa cái này, con này lùi ra. Ủa con này lùi ra làm sao vậy? Từ từ. Anh chưa biết được cái phím lùi của con này. Bay để đi. Bay để đi, phím mà lùi. Ấy, từ từ. Con này không có phím lùi các bạn ơi. Ủa con này bay để đi là phím nào để lùi vậy? Z, X, V, N, M. Ấy, con này nó có phím lùi. Con này nó có phím lùi em ơi. Cái động cơ gì ngu vậy? Để coi. Bay ơi. Con này nó toàn là đi thẳng không mà không có lùi. Ok. Đi thẳng với lại nó dùng cái này để nó quẹo nó đi chứ nó không có đi lùi. Rồi ok.
Ok em đi đi, em đi đi, anh nhí thêm. Nó nát hai cái không vui. Từ giờ anh với mọi người nơi đi. Tàu mình đâu rồi? Ủa? Quên máy tàu. Ok, chơi đi cùng. Chỗ này nó bắn, nó bắn vải chưởng luôn á. Bắn tao nói mà con tàu nó phải đi lùi luôn các bạn ơi. Bắn chúng, bắn chúng, bắn chúng, bắn chúng tàu, bắn chúng tàu, bắn chúng tàu. Cái đồ đạc nó không có tới đâu, mình phải chạy lại gần áp sát. Anh tới gần anh áp sát em nè, chết em rồi. Không chạy là chết đó nha. Hù trước rồi nha. Đạn nó rải vãi thiệt chứ. Kiểu gì cũng sẽ có được một số cái nó sẽ trúng. Con này chạy ngang là hợp lý nhất. Chạy ngang bắn được hai viên luôn, hai súng luôn. Đúng ngay luôn, không tin được. Vẫn còn bắn được, vẫn còn bắn được, vẫn còn bắn được, vẫn còn 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 tè ra được đạn. Ý bị mất cảm biến rồi các bạn ơi. Tàu mình bây giờ bị lật ngửa rồi nhưng mà mình có thể bắn được nếu mà dụ cù đứng yên á. Súng nó vẫn còn nè. Chúng thắng nha, thắng nha. Tuy là anh bị lật nhưng mà anh vẫn còn bắn được. Cù gà. Thắng rồi. Chơi nữa không? Chơi nữa không? Cho cái tội không bắn anh nổ luôn. Thề luôn, mấy cái dàn súng này bắn kiểu gì cũng trúng hết trơn á. Xác suất trúng là 99.9%. Chạy đằng trời. Chơi quen con này dễ các bạn. Nó chỉ hơi không có chạy được, nó vừa chạy vừa bắn hơi khó. Tại vì cái lực bắn súng nó mạnh quá cho nên là nó bị đảo con tàu. Đó, trước sau gì cũng có hết trơn á. Đó đó, đó. Ê, bây giờ thử thử thách đi. Anh sẽ đứng yên một chỗ xong rồi em sẽ chạy tới em bắn anh. Anh chỉ gọi là sao ta? Bảo vệ cái khu vực đó thôi. Em chạy tới anh sẽ bắn thôi, anh không có di chuyển nha. Ok, em có thể dùng con tàu nào đó tùy theo. Giờ anh nên đứng ở đây rồi để dừng lại. Ok rồi đó. Rồi, em cứ tới đi. Em vô được em cứ vô. Là mình bảo vệ cái khu vực của mình đó các bạn. Con nào vô là bắn hết. Đạn nó rơi như mưa ấy nhưng mà cái là đạn nó hơi thấp. Nó các bạn nhìn cái đường đạn nó nổ tuốt ở dưới hơi thấp. Bắn riết nó nín địch. Nó ra tiếng bù bù bụp chứ nó còn cái tiếng đùng đùng nữa. Khổ. Come here. Con này chơi vui thì chết các bạn. À, tới rồi đúng không? Nhìn chị phát bông nổ. Rồi, cụ chui vô đây. Cụ vô đây em. Anh đang đợi em nè. Anh nhìn mọi người đang đợi. Hả? Sao? Em bị ép mình lên tổ. À, ừ, nó bắn liên tục quá, nó tụ. Bắn phải trưởng được chứ. Bắn hai cái nó đỡ bị giật hơn. Không trúng á ta. Không trúng, em phải lại gần cho chúng. Lại đây chơi. Ê, quay.
Ơi ơi ơi, từ từ từ, con này bị chị ơi, con này không có buồng lái. Thôi chết rồi, thua rồi, thôi con này nó không có cái buồng lái kiểu kia. Vô đây nó từng ngụm ngập nước à? Không còn, còn sống được, còn sống được, vẫn còn chiến được. Giật quá ta. Ok chi, con này nó bị lặn lặn xuống nước là nó không có, nó không có cái buồng thở như kiểu kia các bạn. Xuống nước nó sẽ bung người đó, nó xuống nước là nó bung mình ra. Bây giờ đợi nó nổi lên đi mình mới vô được. Đấy nè, mình xuống nước mình đâu có thể điều khiển được con tàu đâu, coi như là thua rồi. Nó không có phao phần phía trước, thôi thua rồi, thua rồi, không chơi được. Tại vì con này nó bị ngược vậy em ơi, nó lặn xuống mình không có chui vô được. Ý, trúng cái nữa kìa. Ý, cù gà bắn nó giờ mới trúng, tức là nó dịch đứng yên luôn rồi, nó chìm luôn rồi. Chìm luôn rồi. Ok thôi, đầu hàng, không chơi nữa. Nhưng mà tàu này chơi vui quá các bạn. Thực sự tàu này chơi rất là vui. Ê, ê. Dễ bị lật, con này nó dễ bị lật. Nè, bắn, bắn cù chơi phát là hai màn. Rồi ok, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tựa game Trainmaker hôm nay. Và tập này tụi mình chỉ bắn lộn với nhau chiến cho nó vui thôi. Và nếu bạn thích thì hãy đăng ký kênh mình cũng như là like và comment phía dưới nha. Thì tập sau mình với Cù sẽ chế tạo một cái món khác và tụi mình sẽ chơi với nhau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye. Đi đây, từ từ từ, bắn phát nữa, bắn phát nữa. Bye các bạn nha.